Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Kính thưa cộng đoàn, xin cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho nữ tu Teresa Nguyễn Thị Huyên thuộc hội dòng Bến Thánh Giá Gò Vấp vừa mới qua đời. Sơ đã an nghỉ trong Chúa lúc 23 giờ 50 thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2023 vừa qua tại tu viện nhà mẹ hội dòng Bến Thánh Giá Gò Vấp. Dẫu biết rằng chết là cửa ngõ dẫn đưa con người về với Thiên Chúa, nhưng đứng trước sự chia ly người thân, ai cũng xót xa trong lòng. Xin cộng đoàn cùng cầu nguyện cho Sơ Teresa sớm được hợp hoan bên Chúa và xin Chúa ban ơn an ủi tang quyến lúc này. Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống, ai tin vào Thầy thì dù chết cũng sẽ được sống. Cáo phó, Hội dòng Bến Thánh Giá Gò Vấp trân trọng kính báo, người chị em chúng con, nữ tu Teresa Nguyễn Thị Huyên, sinh ngày 20 tháng 4 năm 1952 tại Hưng Yên, đã an nghỉ trong Chúa lúc 23 giờ 50 phút thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2023 tại tu viện nhà mẹ hội dòng Bến Thánh Giá Gò Vấp, số 523A Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 71 tuổi, khấn dòng 48 năm. Nghi thức nhập quan 5 giờ 45 phút thứ sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023. Nghi thức di quan, thánh lễ đồng tế an táng sẽ được cử hành vào lúc 5 giờ thứ bảy ngày 23 tháng 9 năm 2023 tại nguyện đường nhà mẹ hội dòng Bến Thánh Giá Gò Vấp. Sau đó sẽ được hỏa táng tại Bình Hưng Hòa. Chúng con kính xin Đức Cha Giuse, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, Quý Đức Hồng Y, Quý Đức Tổng, Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Bể Trên, Quý chị Tổng phụ trách các hội dòng, quý tu sĩ và quý vị thương cầu nguyện cho linh hồn Teresa, người chị em của chúng con sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Hội dòng chúng con xin chân thành cảm tạ. Thay mặt hội dòng, nữ tu Teresa Nguyễn Thị Bích Thủy, Tổng phụ trách, đã ký. Kính thưa cộng đoàn, Sơ ra đi để lại cho chúng ta nỗi niềm thương nhớ và sự tiếc thương vô hạn. Thế nhưng, chúng ta luôn xác tín rằng cái chết là cửa ngõ dẫn con người về với Thiên Chúa. Và để bước qua ngưỡng cửa đó, con người phải sống tốt giây phút thực tại và chu toàn mọi bổn phận được trao phó. Thiết nghĩ, tình yêu vào Thiên Chúa và lòng thương mến đối với tha nhân chính là hành trang tốt nhất để dẫn đưa mỗi người được vào chung hưởng hạnh phúc viên mãn với Thiên Chúa. Giờ đây, Sơ đã nằm xuống nơi lòng đất mẹ, nơi mà chính Sơ đã dành trọn cả cuộc đời để miệt mài gieo rắc hạt giống tin mừng. Hy vọng rằng những hạt giống mà Sơ đã gieo sẽ ươm mầm và lớn mạnh để trổ sinh nhiều bông hạt khác cho Thiên Chúa. Như hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi nó mới sinh được nhiều bông hạt khác. Sứ vụ nơi trần thế này của Sơ đã khép lại, nhưng hoa trái của những việc làm mà Sơ dành cho giáo hội, cho hội dòng, cho nơi Sơ đang phục vụ sẽ mãi được khắc ghi trong trái tim mọi người. Trong ngày tang thương này, chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống và ân sủng, thưởng ban cho linh hồn Sơ Teresa sớm được chiêm ngưỡng thánh nhan người. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria và ơn cứu độ của Đức Kitô phục sinh, xin cho linh hồn Sơ Teresa được nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.